Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ bản tầng 57.5 của Đài Sài Gòn TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu. Trung Quốc có kế hoạch gửi thêm gấu trúc đến Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Mao Ning cho biết, các cơ quan liên quan của nước này đã ký thỏa thuận với sở thú ở San Diego ở Mỹ về một vòng hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ gấu trúc khổng lồ. Hãng tin Reuters nhận định những thông tin này đánh dấu sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Cùng với Sở thú ở San Diego ở nước Mỹ, thỏa thuận về vòng hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ gấu trúc khổng lồ cũng được Trung Quốc ký kết với Sở thú Madrid ở Tây Ban Nha. Đồng thời, bà Mao Ninh cho biết, các cơ quan của Trung Quốc đang làm việc với Sở thú quốc gia Washington và Sở thú Vienna ở nước Áo để tích cực đàm phán và khởi động vòng hợp tác mới này. Vào tháng 11 năm 2023, gia đình gấu trúc khổng lồ Tian Tian, hay còn gọi là Thim Thim, Mi Xiang, hay còn gọi là Mỹ Hương, và Xia Wichi, hay còn gọi là Tiểu Kỳ Tích, đã chia tay với vườn thú quốc gia smith ở thủ đô Washington và đã lên máy bay trở về quê nhà Trung Quốc. Hiện nay thì sở thú ở Atlanta, ở tiểu bang Georgia là sở thú duy nhất tại Mỹ còn chương trình nuôi gấu trúc khổng lồ. Thỏa thuận cho mượn gấu trúc từ Trung Quốc sẽ hết hạn trong năm nay. Đồng nghĩa với việc có thể lần đầu tiên sẽ không còn gấu trúc Trung Quốc nào ở Mỹ kể từ năm 1972. Trung Quốc đã sử dụng chính sách ngoại giao gấu trúc ở những nơi mà nước này hy vọng là có nhiều ảnh hưởng hoặc là sẽ có quan hệ chặt chẽ hơn. Gấu trúc của Trung Quốc lần đầu tiên đến Mỹ vào năm 1972. Thủ tướng Chu Ân Lai đã tặng cho Washington hai con gấu trúc sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của tổng thống Richard Nixon. Sau đó thì Trung Quốc đã gửi thêm nhiều gấu trúc đến Mỹ với chương trình cho mượn. Số lượng gấu trúc ở Mỹ đã giảm xuống trùng với thời điểm mà quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng xấu đi. Trung cộng trình bày mẫu trực thăng tấn công loại mới. Hồi đầu tuần này, Trung Cộng đã tiết lộ mẫu máy bay trực thăng xuất cảnh tấn công tại cuộc triển lãm hàng không ở Singapore. Mặc dù Trung Cộng đã tham gia cuộc triển lãm hàng không này hai năm một lần trong những năm trước đây, thế nhưng đây là lần đầu tiên các công ty của chính phủ Trung Cộng trưng bày mẫu máy bay quân sự tại một cuộc triển lãm hàng không ở nước ngoài. Trước đó, Trung Cộng đã đưa mẫu trực thăng Z-10ME đến cuộc triển lãm Airshow China năm 2021. Đây là mẫu trực thăng tấn công được so sánh với AS-64 Apache của Boeing. Quân đội Trung Cộng đã sử dụng trực thăng này cho các cuộc tập trận quân sự gần với Đài Loan cũng như Ấn Độ. Theo báo cáo mang tên Cân bằng quân sự năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, có hơn 200 chiếc máy bay trực thăng Z-10 và nhiều biến thể của mẫu trực thăng này đang phục vụ trong quân đội Trung Cộng. Máy bay trực thăng tấn công Z-10ME được Changi Aircraft Industry chế tạo và được Tập đoàn Xuất cảng Công nghệ Hàng không Quốc gia của Trung Cộng cùng với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của Trung Cộng mang đến cuộc triển lãm hàng không tại Singapore. Mẫu trực thăng này có thể mang theo đạn cỡ 23mm và đạn sử dụng cho xe tăng lên tới 280kg. Theo tạp chí của cuộc triển lãm hàng không Fly Daily News, thì loại máy bay này được trang bị radar gắn trên cột buồm, hệ thống cảnh báo phi đạn tiếp cận và hệ thống đo hồng ngoại định hướng chống lại phi đạn tầm nhiệt. Ngoài Trung Cộng thì mẫu máy bay này còn được quân đội Pakistan sử dụng Hồi năm 2022, phát ngôn viên của quân đội Pakistan, đó là Thiếu tướng Bagba Itika, đã công bố kế hoạch của chính phủ Pakistan, đó là mua mẫu trực thăng tấn công Z-10ME để thay thế thỏa thuận mua trực thăng tấn công T-129 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, đó là một chiếc xà lan đã đụng sập cầu ở Trung Quốc, nhiều chiếc xe hơi đã bị rơi xuống sông. Một chiếc xà lan đã đụng vào một cây cầu, bắc qua sông Châu Giang ở thành phố Quảng Châu vào sáng ngày 22 tháng 2, khiến cho một đoạn cầu bị sập và nhiều chiếc xe hơi đã bị rơi xuống sông. Cơ quan an toàn hàng hải của Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam của Trung Quốc cho biết, chiếc xà lan đã đụng vào trụ cầu khi đang đi từ thành phố Phật Sơn đến quận Nam Sa ở Quảng Châu. Hình ảnh trên truyền hình của Trung Quốc cho biết, là một đoạn cây cầu linh sinh sa ở quận nam sa đã sập xuống sau khi va chạm xà lan bị mắc kẹt phía dưới cầu toàn bộ giao thông trên cầu tê liệt và nhiều xe cộ đã rơi xuống sông hai người đã được cứu và hai người đã bị thiệt mạng một thành viên thủy thủ đoàn đã bị thương nhẹ và ba người đã bị mất tích thuyền trưởng của xà lan đã bị bắt theo đài cctv thì có một chiếc xe bus đã rơi xuống sông Công ty vận hành Sabus xác nhận, trên xe chỉ có một tài xế và hiện chưa thể liên lạc được với người này. Hàng chục nhân viên cứu nạn đã được điều tới hiện trường. Giới hữu trách đang xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Vấn tư đến từ Á Châu là có thêm một tai nạn với máy bay chiến đấu F16 của Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Hãng tin John trích dẫn tin của một đơn vị không quân Hoa Kỳ cho hay, một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ đã thả hai thùng nhiên liệu xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của Nam Hàn khi gặp phải tình huống khẩn cấp trước khi trở về căn cứ an toàn. Theo đơn vị này cho hay. Chiếc chiến đấu cơ F-16 của phi đoàn số 8 đã thả các thùng nhiên liệu xuống Hoàng Hải khi mà chiếc máy bay nói trên gặp phải tình trạng khẩn cấp vào buổi sáng hôm qua 22 tháng 2 sau khi cất cánh để thực hiện chuyến bay thường lệ từ căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan, cách thủ đô Hán Thành 178 số về phía nam. Viên phi công vẫn cố gắng trở về căn cứ an toàn, và theo nguồn tin trên thì một cuộc điều tra sẽ diễn ra để tìm ra nguyên nhân của tình trạng khẩn cấp vừa kể. Hồi tháng trước, một chiếc chiến đấu cơ F-16 khác của Hoa Kỳ cũng bị rơi ở vùng biển ngoài khơi Gunsan. Đây là vụ tai nạn máy bay của Hoa Kỳ thứ ba liên quan tới loại chiến đấu cơ F-16 tại Nam Hàn trong vòng một năm. Hồi tháng 12 năm ngoái, một chiếc chiến đấu cơ F-16 khác cũng đã rơi xuống Hoàng Hải trong lúc huấn luyện định kỳ trong khi một chiếc F-16 khác bị rơi gần căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Hán Thành khoảng 60 cây số về phía Nam hồi tháng 5 năm 2023. Rất may là không có thương vong trong cả ba vụ tai nạn kể trên. Quân đội của Israel điều tra nội bộ về những sơ xuất dẫn đến cuộc tấn công của Hamas. Lực lượng tình báo quân đội Israel đã bắt đầu thu thập tài liệu, điều tra về những sơ sức dẫn đến vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khơi mào cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Cuộc điều tra mang tính chất nội bộ và do các giới chức cấp cao giám sát. Trong số các vấn đề được tập trung điều tra làm rõ, có khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, các phương án ứng chiến và khai triển tại chiến địa, cuộc điều tra cũng sẽ làm rõ mức độ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và quân đội, dẫn đến phản ứng chậm trễ trong sự kiện vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng của lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halavi, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở cuộc điều tra về những sai sót dẫn đến tai nạn an ninh, khiến cho hơn 1.200 người tại Israel thiệt mạng và hơn 200 người đã bị bắt về giải Gaza để làm con tin. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2023, ông Halavi cũng đã tuyên bố lập một ủy ban điều tra độc lập với lực lượng phòng vệ Israel do cựu tổng tham mưu trưởng, đó là ông Sean Moffat đứng đầu, nhưng đã phải đình chỉ ủy ban này sau khi mà vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt. Những người phản đối cho rằng chỉ nên thực hiện điều tra khi mà chiến sự kết thúc. Tin đến từ Ấn Độ cho hay, một sản phụ và đứa con của cô bị tử vong vì người chồng không cho phép đến bệnh viện. Mới đây, một phụ nữ 36 tuổi tại Ấn Độ và người con của cô vừa chào đời đã bị thiệt mạng sau một trường hợp sinh ra tại nhà không thành công do người chồng cương quyết không cho người vợ của mình tới bệnh viện. Cô Simera Bivi ở tiểu bang Kerala, miền nam của Ấn Độ, có dấu hiệu chuyển dạ và bị chảy nhiều máu, thế nhưng không được người chồng đưa đi bệnh viện. Người chồng yêu cầu cô người từng xin mổ tới ba lần phải tự sinh ra tại nhà theo các mẹo vặt ở trên YouTube và người vợ cả của ông ta sẽ làm bà đỡ. Chỉ tới khi cô Shimera bị hôn mê thì người chồng mới gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Tuy nhiên, cô và đứa con vừa chào đời đều đã tử vong. Người chồng có tên là Nayas đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh là giết người cảnh sát của ấn độ cũng điều tra mở rộng để tìm ra những kẻ đồng lõa đặc biệt là người vợ cả và các thành viên trong gia đình của người chồng nayas giám đốc cơ quan y tế tiểu bang kerala là vina gọi hành động này là tội ác nghiêm trọng còn giám đốc của bệnh viện địa phương tờ thuật là như sau khi cô simera mang thai bác sĩ của phòng y tế địa phương đã tới thăm khám và đề nghị cô hãy tới các cơ sở y tế để được thăm khám định kỳ thế nhưng hai vợ chồng cô chỉ làm phương pháp châm cứu tại nhà mà thôi. Các giới chức y tế cho rằng hai mẹ con sản phụ này đã bị người chồng ép chết và đây là sự việc gây sốc, cũng là hành vi giết người. Tại Ai Cập, có ít nhất là 11 người đã thiệt mạng trong vụ lật xe chở những người di cư một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc đã xảy ra trên đường El Aletki ở tỉnh Aswan, miền nam của Ai Cập, khiến cho 11 công dân Sudan thiệt mạng và 6 người khác đã bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, thì chiếc xe đã bị lật và bốc cháy khi mà đang tìm cách chạy trốn khỏi lực lượng chức năng do chở những người Sudan vượt biên trái phép vào tỉnh Aswan của Ai Cập. Trong số những người bị thương, thì có một người mang quốc tịch của Ai Cập đã tìm cách thoát khỏi chiếc xe trước khi mà phương tiện này bốc cháy. Các nạn nhân xấu số đã được đưa đến cơ sở để khám nghiệm tử thi, trong khi những người bị thương thì được đưa tới bệnh viện để điều trị. Theo dữ liệu mới nhất của tổ chức di cư quốc tế thì có khoảng 10.7 triệu người Sudan đang phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn do cuộc xung đột ở quốc gia đông phi này trong đó có 1.7 triệu người đã tìm nơi ẩn náu ở các nước láng giềng. Cộng hòa Chad là nước tiếp nhận những người di cư Sudan nhiều nhất với 37%, tiếp theo là Nam Sudan với 30% và Ai Cập với 24%, trong khi các nước như là Ethiopia, Libya và Cộng hòa Trung Phi thì chiếm phần còn lại. Du khách Trung Quốc đổ xô tới khu vực Đông Nam Á nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, thế nhưng không có Việt Nam Du khách của Trung Quốc đã đổ xô tới các điểm nóng du lịch tại châu Á trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng và họ đã vung tay chi tiêu cao hơn so với trước kỳ đại dịch. Rất tiếc là Việt Nam lại không nằm trong số các quốc gia được hưởng lợi từ trào lưu này. Theo hãng tin Reuters, việc một số quốc gia vùng Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia hay là Singapore miễn thị thực cho người Trung Quốc đã thu hút số lượng du khách rất đông tới các thị trường này và đã giúp hồi sinh mạnh mẽ các thị trường nói trên kể từ khi Bắc Kinh dỡ bỏ các lệnh hạn chế nghiêm ngặt liên quan tới COVID-19 vào đầu năm 2023. Một cuộc nghiên cứu của ngân hàng SSBC cho thấy, bất chấp những khó khăn về kinh tế, người dân Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm liên quan tới du lịch và chi tiêu liên quan tới ngành du lịch có thể tiếp tục vượt xa mức tiêu dùng nội địa. Theo nhà điều hành du lịch hàng đầu của Trung Quốc là Trip.com, thì số lượng đặt chỗ tới Singapore, Thái Lan và Malaysia đã tăng hơn 30% trong khoảng thời gian từ 10 tới ngày 17 tháng 2 so với năm 2019. Trong đó, số lượng du khách của Trung Quốc tới Hồng Kông, Macau, Nhật Bản và Nam Hàn cũng tăng thêm. Số lượng khách đặt phòng ở khách sạn ở Bangkok đã tăng lên gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lượng đặt phòng ở Singapore đã tăng gấp 9 lần. Tạp chí Alipay cho hay, mức chi tiêu ở Singapore, Thái Lan và Malaysia cộng lại trên nền tảng thanh toán di động Alipay của Trung Quốc đã tăng 7.5% so với mức của năm 2019 và cao gần gấp 7 lần so với năm ngoái.